Rồi nhá, giờ tôi khai lò nhá. Đi hết rồi các bạn. À, tuyệt, quá thành công. Đấy. Ôi, nóng quá. Bố truyền nghề cho là không lo thất nghiệp. Và người yêu của anh làm gì anh chỉ đấy sửa chữa gà. Con này cho máy nó vặt cho vào giờ 5 phút liền. Yeah, 2 phút. 2 phút. Điều. Các con này chưa nó to quá thân. Đấy, thế là tài vô phút. Không được phút. Các bạn nhìn chắc thì độ tầm 30 giây. Hôm nay anh em tôi lại tiếp tục làm cái món gà hấp trong lò bát quái này. Đây là gia vị tôi ấy rồi đấy. Gia vị tôi đã ướp dọn sẵn rồi. Hành, tỏi, lá chanh, hạt tiêu, mì chính, hạt lêm. Giờ tôi ướp vào bên trong. Ớt, ai ăn ớt thì cho thêm chi ớt nữa mà. Ướp trong vòng 15 phút các bạn. À, chỉ anh em tôi chỉ việc khai hỏa thôi. Ai da. Mình sẽ cho nó vào đây. Đó, một lòng mè cho trên này cho đỡ cháy các bạn. Đây, phải tim. Và còn cái gia vị này thì mình sẽ rắc bên trên. Chết rồi, xin lắng cái lá chuối để ở dưới, quên để. Đấy, các bạn úp các bạn nhá. Đúng rồi, nào úp vung đấy các bạn. Rồi, ok. Món này rất công phu các bạn. Hôm nay là trời mưa nên là củi nó hơi bị ướt các bạn ạ. Gió nó hơi phức tạp ý. Nhưng mà sẽ cố gắng. Rồi. Nhưng mà chắc sẽ hơi gióm sẽ hơi lâu đấy các bạn. Bởi vì cái trời mưa này củi nó bị ướt quá các bạn. Đang ảnh hưởng cơn bão. Tôi tin vào cái tay nghề của tôi gióm củi. Cháy rồi các bạn. Đấy. Trong vòng củi ướt thế này mà trời mưa thế này mà bọn tôi vẫn gióm được, chính tỏ vớt ở rừng vẫn sống. Thách 24 giờ. 24 giờ đấy. Đây, trên đỉnh núi Cô Tiên đói hạo. Đấy, châm như châm đuốc các bạn ạ. Đấy, chỉ chờ hồng xoong là ok. Đó,
các bạn ấy, chắc là tầm 30 phút rồi đấy. Độ tầm thôi cứ cho chắc chắn cho nó mùng 1 tiếng. À, ok, trời đã nhá nhem tối rồi. Trời đã về chiều. Mùa đông này mà có mấy cái củ lướng. Tâm ăn sắn đúng không? Vất ở đây lướng. Ừ, là mùa em nào cho nước nhiều củ khoai. Hả? Bây giờ có em nào cho nước nhiều củ khoai thì nướng. Phải sợ. Các bạn nhé, giờ đấy, bắt đầu đã xong rồi đấy. Anh em tôi chuẩn bị vớt ra đây. Ai xẻ nóng lắm. Nè, thơm lắm, thơm mùi hay lắm các bạn. Từ từ là lấy cái chổi quét nó đi thôi mà bị rồi. Rồi nhá, giờ tôi khai lò nhá. Hơi cháy rồi. Không các bạn, nó chỉ đen chỗ này thôi. Bên trên ấy quá. Quay, quay, xung quanh nó. Gà bóng đêm. Gà này như kiểu, các bạn ạ, gà này như kiểu gà ác ấy. Gà đen. Yeah. Ôi trời ơi, dính cái nước. Dính nước đó các bạn. Nó. Ôi chết rồi. Rút. Rút tốt. Dạ dạ. Dạ không sao các bạn. Dạ là đúng không? Dạ của cháy của cái lá chanh. Đấy. Cháy của cái lá chanh các bạn. Đã nghỉ đến lúc trước thì đẹp nhỉ, ngon. Không chín được các bạn nhỉ. À, chín hết rồi các bạn. À, tuyệt, quá thành công. Đấy. Ôi, nóng quá. Ôi, các bạn nhìn đi. Quá hoàn hảo. Bắt đầu tôi cứ tưởng nó sợ nó không chín đâu. Ôi nóng quá. Món này tuy đơn giản nhưng mà rất ngon các bạn, còn hơn gà đất đấy. Ôi. Rồi. Xong rồi nhá các bạn nhá. Nhìn đến em bê phát như thế này. Ôi trời. Đây các bạn nhá, nhìn thấy chưa? Quá nhanh, quá tuyệt vời. À, xin chào các bạn nhé, anh em tôi nhận đây. Vâng, bye bye.